A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn chư liệt vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, ở cái phần đầu đó thì Thượng Tọa Như Từ có nói là Đức Phật lúc bây giờ là Thái tử Tất Đạt Đa theo học hai cái vị thầy rất là nổi tiếng lúc bấy giờ, nhưng mà cuối cùng ở ngài thất vọng, như là trong kinh Trung Bộ đã ghi lại rất rõ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái kết quả của cái sự tu học chứng được những cái tầng thiền dù là cao nhất, đó là phi tưởng, phi tưởng xứ, nhưng mà không giải quyết được những cái nhu cầu lớn mà ngài luôn luôn đeo đuổi, không phải chỉ cho chính mình mà cho tất cả chúng sinh. Cho nên dù được hai vị thầy đó rất là ưu ái mời ở lại để cùng với họ dạy cho những cái đồ chúng đông đảo, nhưng mà Đức Phật không có chấp nhận, và ngài tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Trong lịch sử có ghi lại trải qua 6 năm tu hành khổ hạnh, 6 năm tất cả những cái phương pháp khổ hạnh nào, phải nói rằng là cực kỳ khổ hạnh. Có thể đứng một chân suốt từ tháng này qua tháng khác, có thể nằm ở trên gai, có thể nằm ở trên phân, trên những cái đồ nhơ nhớp nhất, có thể đứng ngoài trời giữa một cái mùa đông giá bút, nghĩa là mùa hè rất là oi bức, rồi ngài có thể tiết chế những cái phần ăn uống đến nỗi mà chỉ còn da bọc xương, một ngày chỉ ăn một cái hạt mè. Trong kinh nó có ghi rửa vào trong người của ngài là chạm ngay cái xương như là một cái bộ xương khô, không có một cái khổ hạnh nào mà ngài không có trải qua. Tất cả những cái khổ hạnh mà chúng ta nhìn thấy hiện nay không có thấm thía gì so với những cái phương pháp khổ hạnh mà Đức Phật đã tu tập được ghi lại ở trong Trung Bộ Kinh. Tuy nhiên cuối cùng ngài ý thức rõ là phương pháp khổ hạnh không đưa dẫn đến sự giải thoát giác ngộ. Do vậy mà ngài đã thọ lãnh một cái bát cháo sữa của một cái mục nữ Tu Sa Đề. Rồi cuối cùng ngài tắm rửa như sông dòng sông Ni Liên Thiền gần cái cội Bồ Đề ngày hôm nay, và ngài đã dùng những cái loại cỏ bệnh thành một cái tọa cụ kiết già ở dưới một cái gốc cây có tên là Tất Bát La. Và sau này sau 49 năm, sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định, ngài thành đạo, và cái cội cây đó người ta kêu là cây Bồ Đề, nếu còn trước đó là cây Bát Tất La. Thì đầu tiên ngài nhập vào sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập vào tưởng thọ diệt định, rồi cuối cùng ngài mới hướng cái tâm cao hơn và chứng được cái minh đầu tiên là lậu, tức là túc mệnh minh. Túc mệnh minh tức là biết rõ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã từng làm gì, tên họ như thế nào, vân vân và vân vân, biết rất là rõ. Rồi cái minh thứ hai là thiên nhãn minh, nhìn thấy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới quá khứ hiện tại và vị lai, không phải chỉ có bản thân mà vô lượng vô số chúng sinh, cái nghiệp nhân của họ như thế nào, cái quả mà họ đối diện ra làm sao, vân 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 vân. Và cuối cùng là lậu tận minh, tức là đoạn tận tất cả những cái phiền não, những cái lậu hoặc lúc bây giờ mới thành Phật. Chứ không phải là nghe cái câu chuyện này hay là học ở cái vị khác. Do vậy mà gọi là vô sư.
Đó. À, không có thầy. Cái việc mà chứng ngộ là do chính Đức Phật nỗ lực tu tập và thành đạo, chứ không phải là do một cái vị thầy nào đó hướng dẫn. Vô sư tự ngộ. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó còn dài. Và tất cả những cái gì mà Ngài học, dù là văn, võ hay cả là vấn đề tâm linh của những cái vị khác, nó không có giúp ích gì cho cái hành trình tu chứng của Đức Phật cả. Thì để xin thỉnh Thượng Tọa tiếp tục. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Và lời giải thích thêm của Hòa Thượng, thì chúng ta được biết rằng là Đức Phật Ngài phải có một thời gian tu khổ hạnh rất là khắc nghiệt, và Ngài đã thực hiện tất cả những cái phương pháp ép sát khổ hạnh để mà để tìm ra được cái chân lý đạo màu, tìm ra được cái ánh sáng giác ngộ. Và đặc biệt mà khi mà Ngài rời khỏi hai vị thầy tâm linh đầu tiên của mình, Ngài nhận thấy rằng là cái kết quả mà những vị thầy của mình đạt được vẫn chưa có thoát ra được cái vòng sanh tử luân hồi. Do vậy Đức Phật Ngài đã đi hướng về đỉnh núi Khổ Hạnh Lâm, mà như Hòa Thượng lúc nãy có nói là Ngài 6 năm tu tập khổ hạnh ở tại đó cùng với cái nhóm bạn, tức là 5 cái vị anh em Kiều Trần Như. Và chúng tôi xin thưa là lúc mà Thái tử mà mới có hạ sanh được 5 ngày đó, thì trong cái nhóm mà chiêm tinh mấy cái vị thầy đoán mộng, đoán cái điềm lành cho Thái tử đó, thì trong đó là có một cái vị rất là trẻ tuổi mà rất là giỏi, đó là Kiều Trần Như. Vào thời đó thì cũng được vua cha là vua Tịnh Phạn đã mời vào trong cung để mà đoán Thái tử là sau này sẽ trở thành một cái vị như thế nào. Thì lúc bấy giờ là ông Kiều Trần Như đó là mới đoán Đức Thái tử là sau này sẽ trở thành một cái vị thánh vương, có thể là thống nhiếp cả thiên hạ. Nhưng mà vua trong đó có một cái vị đó là tiên A Tư Đà đó, cũng đoán Thái tử là sau này Thái tử không những là trở thành một vị thánh, chuyển luân thánh vương, cai trị cả thiên hạ này, nhưng mà còn một điều đặc biệt hơn là Thái tử có thể trở thành một vị đại giác, một vị giác ngộ. Và ông cảm thấy tuổi thân, vì ông biết rằng là cái tuổi của mình sẽ không có còn lâu dài để mà được nghe những lời giác ngộ chính từ cái bậc đại đạo sư là Đức Phật sau này. Do vậy ông cảm thấy tuổi thân buồn, mà vua Tịnh Phạn thấy vậy thì lại lo thêm là không biết có điều gì, nhưng mà ông chỉ buồn cho số phận của mình là vì quá lớn tuổi rồi, không thở đợi tới ngày mà Đức Phật đã thành đạo để mà chính Ngài đã thuyết pháp cho tiên A Tư Đà nghe. Đó là cái nỗi buồn của riêng vua, của tiên A Tư Đà. Chúng tôi xin trở lại vấn đề là Kiều Trần Như là một trong những người mà lúc còn trẻ đã đoán mộng, đã đoán tướng của Thái tử. Thì sau này Thái tử cũng đã từng hội ngộ và kết bạn để mà cùng tu những cái phương pháp khổ hạnh khắc nghiệt nhất ở tại đỉnh núi Khổ Hạnh Lâm. Nhưng mà sau cái thời gian ép sát khổ hạnh như vậy, Đức Phật vẫn nhận diện ra rằng, nhận chân ra rằng tất cả những cái phương pháp này vẫn không có thể đem lại một cái trí tuệ minh mẫn và đem lại một cái kết quả mỹ mãn, thành tựu được những cái đạo quả giác ngộ. Do đó Ngài chấp nhận lại cái đời sống thọ hưởng thức ăn thức uống, nhận một cái bát cháo sữa từ nàng Sujata để mà cúng dường, để mà lấy lại cái sức khỏe, để mà tiếp tục tìm một cái lối đi riêng, tìm cầu được cái chân lý riêng. Như Hòa Thượng lúc nãy có chia sẻ là chính Ngài đã tham thiền và dưới gọi cây Bồ Đề trong vòng 49 ngày, và cuối cùng Ngài cũng đã tìm ra được cái chân lý và giác ngộ được cái chân lý và trở thành một bậc đại giác. Thì những gì mà Đức Phật đã chiêm nghiệm trong suốt cuộc đời của mình và đã phát hiện ra và khám phá ra đây là khổ, đây là con đường diệt khổ,
đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là một cái chân lý mà không thể ai có thể chối cãi được. Nếu như chúng ta là những người học Phật và những người muốn nghiên cứu tìm hiểu về Đức Phật, thì cái cách mà để chúng ta hiểu chính xác nhất và chân xác nhất về cuộc đời của Đức Phật là chúng ta phải trực tiếp đọc vào những cái bản kinh, đọc vào Đại Tạng. Và có như vậy thì chúng ta mới khẳng định rằng là những gì Đức Phật đã nói cho chúng ta biết là đều là một sự thật, mà chính từ những cái kinh nghiệm hành trì và tu tập của Đức Phật và những cái chân lý mà Ngài đã chứng ngộ, Ngài nói lại cho chúng ta, chứ không phải là Đức Phật là một cái người gì đó mà có thể lấy lại từ những cái giáo thuyết của những đạo giáo khác hoặc là những cái vị thầy khác rồi làm thành của mình. Như vậy là đó là một cái sự ngộ nhận rất là nguy hiểm, và vô tình mình biến Đức Phật trở thành là một cái người đi cóp nhặt những cái ý tưởng lời hay, ý đẹp hay là từ những kinh điển của các ngoại đạo khác hoặc là của các tôn giáo khác làm thành kinh điển của mình. Như vậy là không đúng. Và quý vị biết là trong ba tạng là tạng kinh, tạng luật, tạng luận, mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì sau 3 tháng thì Tổ Maha Ca Diếp, một vị đại đệ tử của Đức Phật, đã triệu tập một cuộc đại hội tăng già lúc bấy giờ ở tại thành Vương Xá ở hang Thất Diệp với hơn 500 vị A-la-hán để mà kết tập lại những cái lời kinh và luật mà do chính Đức Phật đã tuyên thuyết. Và sau đó thì thỉnh tôn giả Ubali là tùng tuyên lại luật tạng, tức là những cái giới luật mà Đức Phật đã chớ ra để cho duy trì cái tăng đoàn, duy trì giáo đoàn của Đức Phật. Và tạng kinh là do chính Ngài A Nan đã tùng tuyên lại. Ngài A Nan là một vị đại đệ tử mà có trí nhớ rất là siêu việt, có thể ghi nhớ hết tất cả những gì mà Đức Phật nói ra, nó giống như là một cái băng cassette hoặc là một cái máy ghi âm, cho nên những cái lời nào Đức Phật rót ra là đều cháy vào trong tâm của Ngài A Nan hết. Do vậy những cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng ở đâu, ở đâu, ở đâu và ở tại thời điểm nào, thuyết giảng cho ai, thì Đức Phật, Ngài A Nan sẽ tùng tiên lại hết tất cả một cách rất là chi tiết, mà không có dư mà cũng không có thiếu. Thì qua đó cho thấy rằng là những gì kinh điển mà chúng ta có được ngày hôm nay là một cái gì đó là thật là chân xác và chính xác, là những lời dạy xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật là đi cóp nhặt hay là có thể mượn ý tưởng từ những cái đạo giáo khác hoặc là các cái bậc vĩ nhân hay là các bậc tôn giáo khác. Đó là một cái sự ngộ nhận mà chúng ta thường hay tìm thấy ở đâu đó. Cho nên để hiểu rõ hơn thì chúng ta nên đọc vào trong chánh tạng thì chúng ta sẽ biết Đức Phật là người như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ có một cái nhìn chính xác hơn. Như là Phật, con xin Hòa Thượng chia sẻ thêm. Dạ. Cảm ơn Thượng Tọa có những cái chia sẻ. Thưa quý vị đó, cái điểm quan trọng mà một số những học giả nói rằng những cái điều mà Đức Phật giảng, ví dụ như nghiệp hay là luân hồi, đã có từ Bà La Môn, cái thời Bà La Môn giáo đã có rồi. Đương nhiên những cái sự vật dù bất cứ thời nào nó cũng có đó, ví dụ như trái đất này nó đã có hàng triệu năm rồi, hoặc giả là cái mặt trời hay là một cái hiện tượng nào đó. Tuy nhiên tùy theo mỗi người, tùy theo cái trình độ, cái kiến giải mà có những cái cách giải thích, có cái sự hiểu biết khác nhau về trái đất. Ngày xưa người ta hiểu trái đất khác với cái thời đại của chúng ta bây giờ đó, thì cũng là một cái chân lý. Nhưng mỗi một cái tôn giáo có một cái cách giải thích khác nhau, chứ không phải là Đức Phật lấy cái giáo lý của Bà La Môn là nghiệp hay là luân hồi để mà giải thích. Không, nghiệp hay là luân hồi đó là một chân lý, mà chân lý thì không thuộc về của ai,
giống như trái đất nó không thuộc về có ai cả, mặt trời nó không thuộc về có ai cả, mà tùy theo cái trình độ của mỗi người mà có cái cách diễn tả về trái đất như thế nào. Như chúng tôi đã thưa, nhiều thập niên trước hay là thế kỷ trước, khi mà khoa học chưa phát triển thì người ta giải thích cái trái đất thậm chí là một cái mặt phẳng hoặc giả là một cái hình vuông chứ không phải là hình thuẫn, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật ngài cũng giải thích nghiệp và luân hồi, nhưng ngài giải thích hoàn toàn khác với những cái khái niệm của Bà La Môn giáo, chứ không phải là ngài lấy lại những cái đó, bởi vì chân lý là nó không thuộc về của ai, như chúng tôi đã thưa. Và những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta nên hiểu vẫn còn rất là ít so với những gì mà ngài đã chứng ngộ. Qua cái câu chuyện mà trong các kinh đã ghi lại đó, chúng ta thấy cái điều đó. Câu chuyện ghi lại như thế này: một hôm nọ Đức Phật đang ngồi ở trong một khu rừng trước một hội chúng, thì lúc đó Đức Phật mới đưa cái tay hốt một nắm lá, và sau đó ngài giơ cái tay của ngài lên, đưa cái tay lên, ngài mới hỏi chúng hội chứ: này các tỳ kheo, nắm lá ở trong cái bàn tay của ta so với cái số lượng lá ở trong rừng thì cái nào nhiều hơn? Câu trả lời ai cũng có thể trả lời được. Có một vị tỳ kheo đã thưa với Đức Phật rằng: bạch hóa Đức Thế Tôn, số lá mà Đức Thế Tôn đang nắm ở trong bàn tay rất là ít so với cái số lượng lá ở trong rừng. Lúc bấy giờ Đức Phật đã mỉm cười và dạy rằng: đúng thế, đúng thế. Và tương tự như thế, những gì mà ta chứng ngộ nó nhiều như là lá trong rừng. Tức là những gì mà ngài hiểu biết nó nhiều như là lá trong rừng, còn những gì mà ngài nói ra nó ít ỏi như là cái số lượng lá mà ngài nắm ở trong bàn tay của ngài. Thưa như thế để chúng ta thấy rằng là mặc dù so với rất nhiều cái học thuyết, rất nhiều cái tài liệu, rất nhiều cái giáo lý của nhiều cái tôn giáo khác nhau, đây là nói một cách rất là công bằng, rất là khách quan, chứ không phải là mình có một cái thiên kiến, thì cái số lượng kinh điển do Đức Phật thuyết giảng là nhiều hơn hết. Bởi vì ngài thuyết giảng trong suốt 49 năm, ngày nào ngài cũng giảng cả, cho nên cái số lượng rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa có là bao nhiêu so với cái sự chứng ngộ của Đức Phật đối với tất cả muôn hữu vũ trụ, kể cả những vị Bồ Tát mà trong kinh có dạy không thể hiểu hết được những lời dạy, những cái gì mà Đức Phật đã chứng đắc. Do vậy mà Đức Phật có 18 cái pháp bất cộng, tức là thập bát bất cộng, 18 cái điều đó thì dù là những vị Bồ Tát cũng không có dự phần được. Thì thưa như thế để chúng ta thấy là cái kiến giải, tức là cái sự hiểu biết của những người mà chưa có đạt được cái trình độ của một bậc đại giác đối với những cái chân lý mà Đức Phật dạy rất rất là ít ỏi, mà trong kinh thường dùng một cái thí dụ rất là cụ thể dễ hiểu. Sự hiểu biết của những người bình thường đối với những cái chân lý mà Đức Phật đã khai thị chẳng khác nào như là một con muỗi chỉ nếm một cái lượng nước rất nhỏ trong đại dương mênh mông, trong đại dương mênh mông. Thì từ đó chúng ta hiểu là Đức Phật không phải là học từ cái người này hay là người khác mà ngài chứng ngộ. Ngài cũng không phải là đi nghe ngóng thu liệm những cái câu chuyện này, những cái lời hay ý đẹp của một ai đó để rồi kể lại. Không phải. Nếu như thế thì Đức Phật quá tầm thường như là những cái người tầm thường khác. Mà ở đây cái tiến trình mà tu tập và thành đạo của Đức Phật đã ghi lại rất rất là rõ và rất nhiều bộ kinh từ ở những cái truyền thống này hay là những cái bộ phái nào.
phải chứng được. Thứ nhất là túc mệnh minh. Bây giờ hỏi nhiều người, có ai biết cái kiếp trước họ rõ ràng cụ thể chưa, chứ đừng nói là nhiều kiếp. Chỉ có một số người biết được cái tiền kiếp nhưng mà rất là giới hạn. Có ai hiểu được bản thân mình một cách cụ thể đầy đủ? Nếu mà không nhờ cha mẹ kể lại, mình không biết cái giờ mình sinh là cái giờ nào, cái ngày mình sinh giờ nào, ngày nào mình làm cái gì, vân 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 vân. Bởi vì cái thời trước chưa có những cái dụng cụ quay lại những cái video vân vân, mà bây giờ có quay đi nữa thì không ai mà rảnh để mà quay suốt ngày suốt đêm, cho nên cũng chỉ quay một cái phần nào đó, cái giờ nào đó thôi trong cuộc đời của mình, chứ không phải là lúc nào cũng quay. Cho nên kể cả bản thân của mình cũng không hiểu đủ, chứ đừng nói là hiểu được quá khứ, hiện tại, vị lai của vô lượng vô số chúng sinh như là Đức Phật. Cũng chưa có ai trên thế gian này đoạn tận tất cả những cái lậu hoặc, những cái phiền não, giải thoát mọi khổ đau như là Đức Phật. Mình phải xác quyết cái điều này thật rõ để chúng ta hiểu, và hiểu một cách chân xác về cuộc đời của Đức Phật. Trải qua 49 năm thuyết pháp độ sinh vì sự khổ đau của chúng sinh như thế nào, thì đây là một cái điều mà phải nói rằng là chúng ta nói cả cuộc đời cũng không hẳn là nó đủ mà nói hết. Thì để xin Thỉnh Thượng Tọa chia sẻ tiếp về Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính cảm ơn Hòa Thượng đã chia sẻ, nói về cuộc đời của Đức Phật. Thì này, chúng ta cho dù nói hết cái ngôn ngữ ở thế gian này để diễn tả cho về cuộc đời của Đức Phật thì cũng không có đủ. Tại vì cuộc đời của Đức Phật là một cái gì đó nó rất là toàn bích, nó rất là tuyệt diệu. Và ngay cả những lời dạy của Ngài, như chúng ta được biết thì Ngài có hơn 300.000 bài kinh, 300.000 cái pháp hội. Và theo như có rất là nhiều những sử liệu viết, và đặc biệt là những cái pháp môn mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta, hay những bài kinh mà Ngài nói cho chúng ta được biết hôm nay, thì có hơn 48.000 bài kinh. Do vậy thì cái lượng kinh mà Đức Phật để lại, giới, luật, kinh và luận thì nó rất là nhiều. Mà có một lần chúng tôi đọc trong các sử liệu thì có ghi, có một hôm thì vua, chúng tôi không nhớ là vua A Xà Thớ hay vua Ba Tư Nạc, hỏi Ngài A Nan, tức là Ngài có thể, Ngài nhớ được bao nhiêu bài kinh mà chính Đức Phật đã nói ra. Thì Ngài A Nan mới trả lời là tôi có thể nhớ là 82.000 bài kinh do chính Đức Phật nhớ ra, còn 2.000 bài kinh là do các cái vị đại đệ tử của Đức Phật như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và vân vân, là tổng gộp lại là gồm 84.000 bài kinh. Do đó cho thấy rằng là một cái lượng kinh điển nó quá lớn, quá nhiều, mà chúng ta cho dù hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể nào mà tiếp cận mà học hỏi mà nhớ hết được tất cả những cái kinh mà chính Đức Phật đã tuyên thuyết. Do vậy những gì mà Ngài dạy và Ngài biết rất là nhiều mà chúng ta không có thể nào nói hết được. Cho nên chúng ta chỉ biết và nhớ và nói những cái gì mà cần thiết và căn bản, và có thể giúp cho chúng ta trên cái bước đường tu học vững chắc hơn và đạt được thành tựu nhiều hơn. Thì cái đó là cái mà chúng ta nên quan tâm và nên tìm hiểu sâu hơn để mà chúng ta thực hành nó có kết quả nhiều hơn. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa. Rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn, mặc dù nói một nhiều nhưng mà vẫn chưa đủ về cuộc đời của Đức Phật. Khi nào có cơ hội, có nhiều thời giờ hơn thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp về cuộc đời của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tất cả quý vị.